Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 2 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn cùng gia đình ngày mới, nhiều niềm vui và luôn thành công trong mọi việc. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 2 tháng 1 ổn định ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Năm 2022 được đánh giá là năm khó khăn của ngành hồ tiêu, với lực cản đến từ việc đồng USD tăng cao, lạm phát toàn cầu và Trung Quốc thì duy trì chính sách Zero Covid trong khoảng thời gian dài. Trên thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giá tiêu đen tại cảng Lam Vung của Indonesia chốt ở mức 3.592 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng ở quốc gia này ghi nhận ở mức 5.933 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil hiện vẫn đang đứng ở mức thấp nhất là 2.500 USD trên tấn. Tại Malaysia thì giá tiêu đen và tiêu trắng ổn định trong nhiều tuần qua, với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Trong khi đó thì giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam trong tuần qua ghi nhận tăng được 50 USD trên tấn, hiện đang ở mức giao dịch là 3.100 USD trên tấn và 3.200 USD trên tấn, với tiêu đen xuất khẩu loại 500g và 550g trên lít. Trong khi đó thì giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hiện đang có mức giá là 4.600 USD trên tấn. Thị trường tuần cuối cùng của năm 2022 cho thấy triển vọng khá tích cực khi không có thị trường nào báo giảm điểm. Thưa các bạn, hồ tiêu của Việt Nam đã xuống đáy ở mức 34.000 đồng 1kg vào tháng 3 năm 2020, mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Từ nửa cuối năm 2020, giá tiêu đen đã tăng trở lại và đạt mức là 89.000 đồng 1kg vào đầu năm 2022. Từ tháng 3 năm 2022, giá hồ tiêu liên tục giảm và ở thời điểm hiện tại thì quanh mức 60.000 đồng 1kg. Với mức giá trên, nhiều nông dân sẽ tiếp tục bỏ vườn trong vụ tới, dẫn đến diện tích hồ tiêu có thể sụt giảm mạnh. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để ngành hồ tiêu Việt Nam cơ cấu lại và tập trung phát triển các vườn tiêu theo hướng hữu cơ cho năng suất cao. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận giá hồ tiêu duy trì ổn định với mức giá thu mua từ 57.500 đồng tới 60.000 đồng 1kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu vẫn được thu mua quanh mức 59.500 đồng 1kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức 57.500 đồng 1kg, 57.600 đồng 1kg là giá hồ tiêu tại tỉnh Phú Yên. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay ghi nhận quanh mức 60.000 đồng 1kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 59.500 đồng 1kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 58.000 đồng 1kg. Thưa các bạn, ước tính xuất khẩu cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu vẫn chưa chạm mốc 1 tỷ USD như những năm trước. Ở thời điểm hiện tại, vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2023 đang bắt đầu ở huyện Đắk Nông và qua Tết sẽ vào chính vụ. Dự kiến sản lượng có thể tăng nhẹ so với năm 2023. Điểm sáng ít ỏi trong bức tranh u ám của ngành hồ tiêu trong năm 2022 là nhờ Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với châu Âu, nên xuất khẩu tiêu sang thị trường này có nhiều lợi thế về thuế suất 0% so với các đối thủ khác như là Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka hay Campuchia. Kỳ vọng trong năm 2023, với sự mở cửa của thị trường Trung Quốc sau dịch COVID-19 và sự phục hồi của thị trường hồ tiêu nói chung, bức tranh của ngành hồ tiêu sẽ có thể tươi sáng hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu trên kênh Phố Đô TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.